Sài Gòn Phone xin kính chào tất cả anh em thân hữu, tất cả những khách hàng, những fan hâm mộ những dòng điện thoại chống nước, chống sốc, pin bền, độc lạ trên thị trường. Hôm nay Sài Gòn Phone sẽ giới thiệu với tất cả anh em thân hữu một modem được mệnh danh là loa kẹo kéo cầm tay, được đến từ thương hiệu rất là quen thuộc. Đó là thương hiệu Ulefone. Nó chính là Ulefone Amor 21. Hôm nay shop Sài Gòn Phone sẽ giới thiệu cho các bạn một tính năng đặc biệt trên dòng sản phẩm Ulefone Amor 21 mà rất nhiều người chờ đợi, được mang tên loa kẹo kéo cầm trên tay. Tại sao mà nó có cái biệt danh là loa kẹo kéo? Bởi vì nó có một cái đặc biệt, tính năng rất đặc biệt và một cái vô cùng đặc biệt. Đó chính là cái loa. Công suất 122 decibel. Thì để coi cái loa đó nó lớn như thế nào, nó giống loa kẹo kéo như thế nào, thì hôm nay Sài Gòn Phone sẽ khui hộp review trực tiếp cho tất cả anh em thân hữu, tất cả những fan hâm mộ dòng điện thoại chống nước, chống sốc, pin bền, dòng điện thoại Ulefone Amor 21. Ở trên màn hình của các bạn đây là cấu hình của sản phẩm. Điểm cái điều đặc biệt cái chỗ nó tức là cái loa của nó là 122 decibel, có remote điều khiển. Nhưng đặc biệt cái dòng Ulefone 21 này sử dụng chip Magnetec Helio G99, RAM 8GB, mở rộng thêm 8GB nữa, ROM 256GB. Màn hình của nó là 6.58 inch Full HD cộng 120Hz display. Pin là 9600mAh. Chạy phiên bản Android mới nhất là 13 chấm. Rồi shop xin khui hộp. Đây em nó đây. Em nó đây. Đây đây đây. Hộp shop bỏ riêng sang một bên. Bây giờ phép shop sẽ Oh my god. Cái máy rồi. Đây, việc đầu tiên thì shop sẽ review sơ về cái thiết kế bên ngoài của nó. Ulefone thì có một cái đặc biệt là tất cả những dòng máy Ulefone đều có những tích hợp những cái chức năng để hỗ trợ cho cái việc mà sử dụng những cái công cụ giống như cái chỗ này bạn thấy, để bạn gắn cái camera mà nội soi, camera không dây gì đó vào chỗ này. Ha, đằng sau lưng nó thì nó có cái này để cho bạn cái sạc, đế sạc á. Ha, đây nhân vật chính đây. Nhân vật chính chính là cái này, 122 decibel. Và đặc biệt chỗ này là có ánh sáng nha các bạn. Một lát chúng sẽ mở lên. Có camera đêm, camera chụp đêm. Trước đầu đây có một cái đèn, cái nút này, cái đèn này, cái này để cho các bạn điều khiển cái remote, làm cái remote máy lạnh, tivi, máy quạt gì đó. Riêng dòng này có, hai cái dòng khác thì shop không thấy. Hai bên đây là vẫn là viền thanh kim loại. Đây, nó. À, cái đuôi sạc này shop sẽ khui ra. À, riêng cái dòng này thì nó có cái rắc 3.5 ly nằm dưới đít này luôn. Ha, ngoài cái đuôi sạc cái này, các bạn hãy nhớ ha, đóng sạc kính để không thôi nó vô nước ở chỗ này. Ok. Sạc lại ha, đóng sạc kính. Ok. Rồi bây giờ shop sẽ khởi động nguồn đó. Rồi. Ok. Shop sẽ lọc cái mặt này ra. Wow. Wow, congratulations. Đây, shop quay cận cảnh màn hình
màn hình giọt nước ha. Đời này thì nó cơ bản cái thiết kế của nó sẽ đầm chắc hơn và cái màn hình của nó là hình giọt nước, nhìn nó cũng lịch lãm hơn, bốn góc của nó cũng bo tròn, nhìn nó đỡ thô hơn cái dòng đời mà 16 Pro. 16 Pro đợt trước của nó là nó ra thì nhìn nó thô hơn. Bây giờ shop sẽ thử cái đặc biệt của nó, tức là lo kẹo kéo đây. Đây, người ta thường hay nói lo kẹo kéo ở đây. Bây giờ shop sẽ thử một bài nhạc nào nha. Đây. Bé đọc lại lắm bà nghe, hôm nay có gì? Ủa, hộp phấn thì Ok. bên trong trắng bóng, không có tí phấn gì hết. Thì ra bí mật nằm ở chiếc bông phấn thần kỳ này đây. Bỏ quảng cáo. Âm lượng tăng hết ga lên. Rồi, shop sẽ thử bài nhạc đồng quê nào đó coi ha. Rồi, đây thử cái bài nhà nhà này Ayo đây. Đây, cái này. À, thả ra. Đây. Đó. Rồi ví dụ như bây giờ shop sẽ thấy bạn sẽ thấy được cái khả năng mà mượt của nó. Bạn thấy tốc độ không? Rất mượt nha các bạn. Rất mượt mà nha. Tại vì nó sử dụng con chip là con chip Helio G99. Tốc độ khá khá ok. Rồi, hôm nay shop sẽ review sơ về sản phẩm thì chi tiết về sản phẩm, về cái độ hoạt động của nó mượt mà như thế nào thì shop sẽ xin giới thiệu ở có một cái video sau ha. Bây giờ là shop sẽ quay sơ lại một lần nữa về cái hình thức bên ngoài của sản phẩm ha. Rồi, xin kính chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại trong cái video sau. Sài Gòn Phone xin kính chào.